Hello, Mỹ Motor, em xin chào đến tất cả mọi người nha. Hôm nay thì em có trở lại cửa hàng mô tô anh chị các bạn mình, siêu thị mô tô xe máy Phương Nam nha các bạn anh chị. Đó, và cũng như thường lệ là tiếp tục em sẽ cập nhật những lô xe mới về và những mẫu xe còn ở trong cửa hàng nha các bạn. Mình chịu khó mình xem nha, tại vì hôm nay rất là nhiều xe luôn nha các bạn. Rất là nhiều mô tô đủ phân khúc luôn. Đó, từ rẻ tiền cho đến mắc tiền cũng có luôn nha các bạn ơi. Hôm nay thì cũng vừa ship đi một em Suzuki GTX các bạn. À, con này Bandit nha anh em, GTX Bandit nha. À, giao cho anh em. Đây thì đầu tiên mình sẽ vô đây mình gặp anh chủ cửa hàng cũng như là trực tiếp chi tiết những con xe mới về nè. Và địa chỉ cửa hàng là số 5 đường Lý Thường Kiệt với An Bình Dương nha các bạn. À, chào anh. Xin chào anh em nha. Video này thì mình với Mỹ sẽ giới thiệu vài con xe mới về và cập nhật thêm vài dòng để anh em tham khảo. Dạ. Su GTX 2019 biển Đồng Nai. Con này bán G các bạn. Bán G. Xe sạch sẽ. Đang rửa. Chiếc này thì mình sẽ để cho anh em một cái mức giá, nó là 39.900.000. Dạ. 39 triệu. Mình như con này các bạn mình mua trả góp thì bữa mình cần thì cái gì? Anh em phải chuẩn bị khoảng 7-8 triệu mới góp được. Nếu mà như bữa trước thì một chiếc như này anh em chỉ cần trả trước 2-3 triệu thôi. Mà bữa nay thì phải trả đến 7-8 triệu mới góp được con su này. Giấy tờ thủ tục thì mình cũng cần căn cước được ha. Chứng minh cũ cũng được, căn cước mới cũng được. Đấy, một trong hai cái. Về phần giấy tờ đó thì mình vẫn sang tên bình thường ha. Tất cả xe chính hãng đều bao rút hồ sơ cho anh em hết. Đó các bạn mình lưu ý ha. Có rất là nhiều anh em cũng thắc mắc cái vụ này. Xe này cũng bao rút, mà đã là xe chính hãng thì mười mấy 20 triệu đều bao rút hết. Nhưng mà có Trung Quốc là không bao rút, có một vài con thôi. Một vài con Trung Quốc. Các bạn cứ yên tâm về phần giấy tờ ha. Đó, rất là nhiều mô tô nha các bạn. Đây đầu tiên mình sẽ cập nhật những chiếc mới về trước. Con Beo này mới về. Hôm trước mình quay con biển 83 đó. Dạ. Con biển 83 thì là nó đi rồi. Con này biển 67 An Giang. Honda Beo 300 các bạn. Mẫu này là nhập nguyên chiếc ở Thái Lan nha anh em. Con này là 2021. Biển số 67. Đi có 1.400 cây. Thấy chủ này nó như mới. Bữa nay thì Beo 300 thì toàn xe đẹp, toàn xe chạy ít. Tất cả đều còn nguyên zin hết nha các bạn. 1.400 cây. Con này thì sẽ để cho anh em ở cái giá nó là 99 triệu. Rồi, ok. Beo 300 thì còn ở trong cửa hàng cũng còn nha các bạn. Đây, còn đó. 5 chiếc tất cả có màu xám, màu đen và màu đỏ. Anh em cần là... xem chi tiết hơn thì cứ alo cho mình gửi đó. Video anh em nào cần có nhu cầu thì cứ alo qua số Zalo góc trái màn hình đó các bạn anh chị mình ha. Bentley 302 xe 2018 biển Lâm Đồng. Con này như nó độ đầu đèn không anh? Cái đầu đèn của MT. Ngầu đèn MT. Ngầu lại khá đẹp nha các bạn. 302 này thì được cái tiếng máy của nó thì nghe rất hay. Nhưng mà thực tế về cái chất lượng, về mọi cái thì nó không ngon bằng những xe chính hãng được. Nếu mà cùng phân khúc 300 thì nó không thể lại được với những thằng như Yamaha hay là Kawasaki Z3 chẳng hạn. Với lại cái giá nó thì phải thấp hơn đó các bạn. Chỉ được cái là dung tích to, tiếng nổ hay và giá rẻ. Đúng rồi. Con này thì sẽ để cho anh em là 47.900.000. Đấy, cùng phân khúc 300 thì mình không thể so sánh chất lượng với thằng Z3 được. Z3 nó phải bảy mấy triệu mới có xe. Này thì nó chỉ có hơn một nửa con Z3 nên chất lượng về chạy đường trường thì tất nhiên là nó phải thua rồi. Nhưng mà nói về tiếng máy nha, thằng Z3 nghe không hay bằng nó đâu. Đúng rồi. Hai máy nổ. Con này biển ở đâu anh? 49 biển Lâm Đồng. Rồi. Ở đây mình có con MT 15. Xe màu đen còn cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Gắn mấy cái gương gù này rất hay bị kẹt ra. Kẻ nó bám sát ở đây quá. Dạ đúng rồi.
Con này có lên nguyên một bộ ốc như là kiểu titan, titan luôn các bạn. Đi có 1.800 cây thôi. Trước đấy thì mình đang rút hồ sơ. Đấy. 2022 đang rút hồ sơ. Đi 1.800 cây thì anh em mấy mức giá là 57.900.000. Rồi, ok nha anh em. Rồi, FZ. Yamaha FZ 150 đó các bạn. Phun xăng điện tử á. Máy móc êm, xe có dọn lại. Ví dụ như lốc này là sơn lại này. Đây. Hay là một vài cái như cánh bượng cánh nhiếc này là có sơn dặm lại dàn áo rồi. Nói chung là xe dọn dẹp sơ lại rồi. Chiếc này thì sẽ để cho anh em ở cái giá nó là 27.900.000. Cái dòng này thì mình còn rất nhiều, nó có từ 25 cho đến 30 triệu còn dạ. Chục cái thì mẫu này mình có trả góp được không anh? Một chiếc như này anh em có chuẩn bị khoảng cứ 4-5 triệu mình góp được. Dạ. Rồi tiếp tục các bạn ơi, lại là Honda CBR. Honda CBR bản HRC đi 3.000 cây, biển số 71 Bến Tre, xe 2022. Bản áo bọc keo không biết trời. Xe như xe mới luôn các bạn, rất là mới luôn này. Chiếc này thì sẽ để cho anh em ở cái giá nó là 61.900.000. Dòng này thì mình còn 3 con nhé. Con đỏ đây là đi 5.000 cây biển Kiên Giang là 60.900.000. Con đen đây thì 2022 đi 1.001 cây cũng 61.900.000 luôn. 60-61 triệu. Đen nhám các bạn. Đen nhám. Nhưng dòng CBR thì mẫu mới này còn 3 con. Còn cái mẫu cũ thì còn khá nhiều. Đây này các bạn. Mẫu cũ thì còn 1 này, 2, 3, 4, 5, 6 7 con mẫu cũ này nó đang dao động từ 45 cho đến 49 triệu. Đấy, giá cực kỳ là dễ thương luôn các bạn, cực kỳ mềm luôn ha. Honda chính hãng mình đi, rất là yên tâm luôn. Alo ạ. Rồi, lên khu vực trên đây nè các bạn ơi. Đó, anh em mình thấy không? Đủ mẫu rồi, lát em sẽ cập nhật hết tất cả những mẫu trên đây luôn nha. Anh chị các bạn mình cùng theo dõi nha. Đấy. Thích ra cho em xin một like cũng như là một đăng ký kênh nha các bạn. Anh chị các bạn nào chưa đăng ký kênh á, và mình bấm vào đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào cái chuông á. Và khi có video mới của em xuất hiện á, sẽ cập nhật về cho anh chị em mình nhanh nhất để mình có thể lựa được những dòng xe mới nhất anh chị các bạn mình. Đó, khi các bạn anh chị mình cần á. Nhiều khi anh chị các bạn mình xem video cũ á, thì những mẫu xe đó thì có thể là khách đã cọc rồi hoặc là khách mua rồi các bạn. Cho nên anh em mình lưu ý mình nhắn cái chuông nha, khi có video mới em xuất hiện sẽ cập nhật cho anh chị em mình mới nhất để mình có thể nắm được cái xe mới nhất nha. Đó, đây đến trực tiếp nhân viên ngân hàng tư vấn anh nhé, cái phần lãi suất đây là của hãng GFS đấy các bạn. Bình Dương, dạ, số 5 Lý Thường Kiệt, Di An, Bình Dương ạ. 200 phân khối nè. Dạ. 200cc đó anh em. Đây là 150 là như là nếu hết. Anh chờ đủ thì còn phía trong còn lấy xíu xíu nha. Tận nhà và tính theo cước vận chuyển thêm nhé. Có gì tí nữa anh gọi lại, em đang bận một chút việc nhé. Con này 200cc này. Ligon 200 thì mình còn 3 chiếc. Đấy, chiếc màu xanh này nó là xe 2020. Con này thì mình đang bán là 40.900.000. Đó, 200 thì nó có hai cái đĩa trước anh em. Đúng rồi. 150 thì một đĩa. Nó là 2021 cũng là biển Đồng Nai luôn. Alo. Đấy. Cũng 200 luôn ha. Đứng nghe được cái mô này anh em ơi. Đó, đó cái mô cũng khá là ấm á. Con này 40.900.000. Tài xế đây nhé. Đấy, biển là 60 nha anh chị mình. Ừ. Ok. Ok. Rồi. Con này cũng là 40.900.000. Tiếp tục các bạn. Còn tiếp theo thì con này mình đã rút sẵn hồ sơ rồi, nó là xe 2019. Con này thì sẽ để cho anh em là 37.900.000.
Đó, các bạn mình có nhu cầu quan tâm cái mẫu xe này cứ liên hệ ngay qua số góc trái màn hình nha các bạn. Ừ. Tiếp tục là cũng là hãng gọc hết luôn. Grandiman 200. Đấy. Hết bình rồi. Con này thì mình đang bán có 35 triệu thôi. Nói về cái dòng mà Grandiman hay GPX này, nói chung là cái hãng GPX nó mới bắt đầu có từ năm 2018 của Thái. Nói chung là nói về chất lượng của nó thì nó không được đảm bảo như những xe chính hãng được, như Honda, Ra hay Su này. Chạy ngon hơn xe Trung Quốc một tí. Mỗi cái là giá rẻ, kiểu dáng đẹp. Dạ. Đấy, đấy là cái ưu điểm là giá rẻ và kiểu dáng đẹp. Nhưng mà nói về chất lượng máy móc cũng đơn giản như FI chưa có này, két nước thì chưa này, côn số thì hơi nặng một chút. Dạ. Đấy là dần cái dòng Grandiman hay là Legion giá rẻ, nó chỉ được mỗi cái ưu điểm vậy thôi. Rồi, mình đến dòng T-Bix. T-Bix thì có hai con đang bán đồng giá là còn 37 triệu một xe. Bữa một dãy dài dằng dặc. Bữa nhiều lắm hay anh. Hôm nay có hai chiếc à. Hết xăng mới được. Con này đi 13.000 cây biển 66 Đồng Tháp. 37 triệu. Xe 2017. Còn cái mẫu của thằng Malai này thì nó chạy đến 58.000 cây biển Tiền Giang và mình đang bán ở mức giá nó là 37 đồng giá với nhau luôn. Con này nhập khẩu Malaysia là nó có tên khác này các bạn. Ừ. Đó. Nó có 3 dòng. Thằng T-Bix này là của Indo. Dạ. Thằng X-Sabe này thì là của thằng gì nhỉ? Malai. Thằng Malat là của ông Thái. Dạ. Cùng một dòng xe nhưng nó sản xuất ở ba nơi. Tiếp tục là MT15 các bạn. MT15 thì mình còn tổng cộng 4 cái. Cái con đầu tiên vừa mới về thì mình vừa mới báo rồi. Con tiếp theo này là biển số Sài Gòn, đi 18.000 cây. Xe 2020 và mình đang bán là 56.900.000. Anh em nào mà cần xem chi tiết cái mẫu xe nào mình cần tìm, cần mua có thể mình liên hệ qua số góc trái màn hình nha các bạn. Sẽ có video chi tiết cho anh em mình xem. Anh em cứ alo hoặc là nhắn tin trực tiếp qua Zalo, là ví dụ như anh em cần xem MT, cần xem MT thì mình sẽ biết được, mình sẽ gửi video để anh em tham khảo. Thì anh em gửi lời mời kết bạn không, nhiều khi là mình không có kiểm soát hết được. Có rất nhiều anh em bảo là không dép tin nhắn, nhưng mà nếu mà gửi lời mời kết bạn không thì là mình không kiểm soát phần lời mời kết bạn không đâu. Đấy. Anh em cứ nhắn tin cái xe mình cần mua. Chiếc này thì nó là xe 2019, đi 33.000 cây biển Bình Dương. Nó có đồ chơi cũng khá là cơ bản. Để có tay thắng, tay côn rồi một vài phụ kiện nữa. Chống đổ các bạn. Chống đổ giống như đầy đủ. Giá của con này thì mình đang bán là 53 triệu. Còn tiếp đến nữa là biển số 77 Bình Định, xe 2020. Con này thì chạy 7.000 cây. Con này thì hiện tại mình đang bán ở cái mức giá nó là 55.900.000. Tiếp theo đến vàng cái thằng XSR 155. Con này thì nó là xe 2022, đi 1.300 cây. Biển số 72 Vũng Tàu, chiếc này thì mình đang bán là 74.900.000. Xe còn nguyên zin hết luôn nha các bạn ơi. Như mới. Còn mới lắm. Đây, mới từ ốc ở trong luôn. Này. Đi 1.300 cây thì nó mới 97-98%. Rồi, tiếp tục. Tiếp theo nữa là dòng Suzuki GZ 150. GZ thì mình còn 5 chiếc. Xe còn rất là sáng luôn các bạn. Con này hết xăng rồi. Đấy. Con này biển Đồng Tháp, đi có 3.000 cây thôi. Đời 2018 và mình đang bán ở cái mức giá nó là 54.900.000. Anh em mua là có thùng cốp cho anh em đầy đủ nhé. Rồi chiếc tiếp theo nữa thì con này là biển đâu ta? À, con này biển Sài Gòn. Đó, máy còn rất là ấm luôn nha anh em. Biển Sài Gòn, xe 2013 và nó lai mất cây bô. Đấy. Lai cây bô còn đâu tất cả thì nguyên bản. Chiếc này thì mình đang bán ở cái mức giá nó là 39.900.000.
đó, cực kỳ mềm luôn anh em. Tiếp đến nữa là GZ 2022, con này thì nó quá mới rồi, chỉ có 700 cây thôi. Chiếc này thì sẽ để cho anh em ở mức giá nó là 63.900.000, xe 2022. Tiếp đến nữa là biển 70 Tây Ninh, xe 2018, con này thì chạy được có 8.000 cây. Con này đang bán là 53.900.000. Thùng tựa lưng là còn đầy đủ này nha các bạn, hồng engine hết luôn á. Tiếp tục. Tiếp đến nữa nó là 2018, biển số 66 Đồng Tháp. Con này thì chạy hơn 20.000, chạy 27.000 cây à. Tất cả đều đầy đủ đồ. Và giá thì mình đang bán là 51.900.000. Dòng tiếp đến nữa là cái dòng đó là Kawasaki W175. Không biết còn xăng. 175cc đó anh em. Cho nên anh em lưu ý là xe hãng Kawasaki nha các bạn. Kéo e mà lên không nổi nữa. Hết xăng. Con này đi 31.000 cây và biển Sài Gòn, mình đang bán là 45.000.000. Được. Dòng FZ150i thì rất nhiều, mình sẽ đọc sơ qua giá của vài con nhé. Đấy các bạn. Con này nó độ cái đầu đèn MT, độ cây bô. Xe đã có sẵn hồ sơ rồi, anh em chỉ về ra tên thôi. Giá là 25.900.000. Còn tiếp theo thì nó cũng độ cái đầu đèn, độ cây bô, biển 62 Long An. Đầu đầu đèn cực kỳ ngầu luôn anh em. Cái đầu đèn này thì nó của xe gì ghép vào thì cũng chịu chả biết luôn. Rồi. Tiếp đến nữa là biển số, con này là biển 60 Đồng Nai, 69 Cà Mau. Hết xăng. Con này thì mình đang bán là 30.900.000. Biển 69 Cà Mau, xe sạch sẽ. Mấy chiếc FZ hiện tại thì nó toàn bộ nó là đời 24, 25 anh em. Này hết bình luôn. Biển đâu đây? Biển số 68 Kiên Giang, 29.000.000. Xe sạch sẽ. Rồi, em ở đây là có độ bô nữa các bạn. Con này biển 67 An Giang, 27.900.000. Tiếp đến nữa con này như là biển 37 Nghệ An. 37 Nghệ An. Mấy con này thì không hết xăng thì hết bình. Con này là 29 luôn các bạn, 29.900.000 thôi. Con này là 29.900.000. Được. Rồi. Còn tiếp theo nữa là biển 63 Tiền Giang. Con này là cũng 29.900.000 luôn nha anh em. Tiếp tục là FZS anh em ơi. FZS thì 18.000.000. Đó, 18.000.000 nha các bạn. FZS sang cơ. Rồi, tiếp tục. Đây còn một con nữa, biển 65 Cần Thơ. Con này thì giá là 30.900.000, màu xanh trắng. Mấy cái dòng FZ này, nó đời cũ rồi. Có những cái con mà nó có sơn, có dặm, có dọn. Nhưng mà tất cả đều bao cho anh em cái máy zin mà bảo hành cho anh em 6 tháng. Đời 24, 25 giờ cũng 6, 7 năm rồi. Nên cái trường hợp mà có dọn sơ qua thì vẫn có. Ở đây mình có hai cái con chim chích này nữa này. Suzuki GD110 đang xả cho anh em còn 16.000.000. Còn con duy nhất bán nốt 16.000.000. Đấy, còn đây con chim chích hơn là con Kinko Carbine 50cc. Cái loại này thì nó không có côn. Giá thì mình đang bán là 12.000.000, biển Sài Gòn. Đấy. Đó, 12.000.000 anh em ơi. 50cc nha. Đó, mua về cho
con em con cháu mình đi học cũng được á, không cần mà lái luôn mà chạy cũng như là xe số bình thường thôi, không có công tay ha, rất là dễ chạy. Con này anh? Con đấy là con GPX Razer 220cc, và con đó thì mình đang xả xuống còn 38 triệu biển Sài Gòn đi 13.000 cây. Đó, 220cc nha các bạn. Tiếp tục qua khu vực bên đây là còn một em hôm nay còn một chiếc à các bạn ơi. Chiếc này là xe mới nè. Bữa anh em nào có xem video em cũng biết nè. Boss TT 125 các bạn. Xe mới 100% luôn. Đó, mâm nó là cầm nó làm rất là đẹp luôn, dày. Chiếc này nó là xe tàu, xe mới, mình đang bán là 21 triệu. Bữa bán 24, bữa nay xả đúng rồi, 21. Còn một chiếc duy nhất, một con duy nhất. Rồi, tiếp tục là tới đây là Benelli 251 các bạn. Con này biển 75. Chiếc này thì đang xả xuống chỉ còn có 28 thôi. 28 dạ. Triệu có Benelli 251 251. Rồi. Ở đây mình có dòng nữa là dòng Fusan 200 bảng NS. Con này thì hồ sơ mình rút sẵn rồi. Nó đi được 14.000 cây và con này thì hiện tại mình đang bán ở cái giá nó là 30 triệu. Trước là 34 triệu 9 mà đang xả xuống chỉ còn có 30. Đấy. Rồi, một thằng nữa là Suzuki Thunder 150. Chiếc này thì biển số 66 Đồng Tháp. Thunder các bạn. Này có cái thùng rất là to luôn này. Thùng GB rất là to này. Con này thì đang bán ở cái mức giá nó là 27 triệu 900. Ở đây là để mình tựa lưng hả? Tựa lưng à. Rồi, tiếp tục là đây là có Phonit. Phonit 125 hai máy của Trung Quốc. Con này thì mình đang bán ở mức giá nó là 20 triệu 900 ngàn. Tàu này thì anh em chạy làm kiểng nghe tiếng cho hay, nhưng còn nếu mà đi đường xa tốt nhất không nên mua. Đấy là xe đấy. Còn đây là Kangoo 250 thì khá là đẹp, thì đang giảm xuống còn 28 triệu, biển 94 của Bạc Liêu. Đây, đây là Phonit 300. Phonit 300 biển số Sài Gòn, giá nó chỉ có 30 triệu thôi. Rồi, ở đây một cái dòng Fusan tiếp tục. Fusan 200. Hai con này nó đều là ABS. Con màu xanh này hồ sơ mình đã rút sẵn. Con này thì rất đẹp. Giá thì nó là 45 triệu 900. Còn con màu đen bên trong thì nó chỉ có 37 triệu thôi. Đó. Anh chị các bạn mình cần xem chi tiết có thể liên hệ qua số alo góc trái màn hình nha anh chị các bạn. Đó, xe nào thì mình cứ liên hệ ngay. Rồi, tiếp tục là có đây là Kenzo 350cc nè anh em. Đó. Kiểu dáng thì cũng khá là hầm hố á các bạn. Đây. Kiểu nó là tựa tựa như là Ninja 3 vậy đó anh em. Kenzo 350 hai máy, tiếng nổ thì rất hay. Đấy, con này thì mình đang bán là 38 triệu 900. Mình cũng nói rõ luôn là mấy cái con xe tàu mình vừa giới thiệu á, nó có Phonit 125 này, Phonit 300 này, Kangoo 250 này, Kangoo 350 này. Xe Trung Quốc mình sẽ không có bảo hành máy và không bao rút hồ sơ đâu nha. Ở đây yeah. Thì mình có hai con nó lẻ loi này nữa là nó dòng CBR Thái 150 anh, 150 xe 2012. Con đây biển 70 Tây Ninh, con này thì nó độ máy lên trái. Nhiều anh em hỏi lên trái bao nhiêu nữa, thực tế là mình cũng không lên nên chịu, không biết. Yeah. Chỉ biết nó là xe độ, đã làm máy rồi và độ máy. Nó đang xài FI mà nó xuống mình sang con. Và giá thì mình đang bán là 27 triệu. CBR 150 nhập khẩu Thái Lan đó này. Không biết nó còn nổ không, hết xăng. Xe zin đây. Con này thì nó là biển số 83 của Sóc Trăng. 30 triệu. À, con này cũng Honda CBR 150 nhập khẩu Thái luôn nha các bạn. Nguyên zin đó. Ở đây mình có hai con S mình giới thiệu luôn sau để mình kết thúc cái video ha. 2019 biển số 67 An Giang. Màu xám rất đẹp, đi 19
9.000 cây. Con này thì mình đang bán là 36.900. Bữa trước 5-6 con bán cũng vãn còn có 2 con. Mang ớt nha bạn. Con này biển 95 Hậu Giang, cũng là xe 219. Và con này đi hơn 30.000 cây, giá là 35.900.000. Anh em nào thích bản AR thì cũng còn nhiều lắm nha các bạn ơi. R15, CBR hay GSX, mấy cái mẫu 150, mấy cái phân khúc là mình có rất nhiều xe. Đủ các màu sắc luôn đó các bạn. Đó. Mình cần nhu cầu thêm dòng xe nào có thể trực tiếp liên hệ góc trái màn hình đó các bạn. Ở đây là có hai em này, sẵn đây mình báo luôn đi anh. Honda MSX này thì mình có 3 con chứ, có một con màu đen ngoài. Dạ. Nhưng con đấy thì để quay sau, nó tiếp ngoài. Chiếc 61 này thì nó là đời 2000 rồi, Bình Dương và đi được 20 mấy ngàn nhé. 26 rồi. Giá 33 triệu. Xe zin, nước sơn zin. Honda mấy năm đấy các bạn? Tại em khá là bền đúng không? Đây. Con đây thì biển 68 Kiên Giang. Cái con biển 68 này này thì nó có sơn dọn lại dàn áo của vài chỗ rồi, đi 25.000 cây. Và con này thì giá là 32. Dạ, đó các bạn. Kia có hai con Demon nữa thì 30 triệu một con. Đó, anh em mình lỡ nha. Xám biển 69 và con màu đỏ là biển 66. G-Fit Demon 150 đấy các bạn. Ha. Rồi. Video đến đây thì mình xin tạm dừng. Cảm ơn anh em đã xem video rất nhiều. Dạ, cảm ơn anh. Ngoài ra thì phân khúc lớn thì nói chung rất là nhiều luôn, thì clip trước em có cập nhật rồi đó. Thì anh chị các bạn mình chưa xem có thể bấm vào kênh em xem lại ha. Hoặc mình có thể trực tiếp liên hệ qua số điện thoại góc trái màn hình để mình xem chi tiết xe luôn các bạn. Đó, phân khúc lớn rồi Z300, Z800 nè. Yamaha G3 các bạn ha. Honda CBR 650 nè. Đó. Ninja, Kawasaki ZX25G nè các bạn. Nói chung thì rất là nhiều mẫu mô tô luôn á. Anh em mình có nhu cầu quan tâm cứ trực tiếp đến địa chỉ cửa hàng là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương nha. Số điện thoại thì em có để góc trái màn hình rồi. Ok thì chắc lẽ là video em tạm dừng tại đây nha. Cảm ơn anh chị các bạn theo dõi video. Hẹn gặp anh chị các bạn trong những video tiếp theo.